Phi Thanh Vân bịt mắt chồng, tự lái xe chở ông xã đến nơi đặc biệt. Tuy đoán được từ trước nhưng Bảo Duy cũng khá bất ngờ với buổi tiệc rất lãng mạn mà Phi Thanh Vân chuẩn bị. Nhân dịp ông xã đón tuổi 32, tối qua 5 tháng 1, Phi Thanh Vân bất ngờ tổ chức sinh nhật bí mật cho chồng tại một nhà hàng sang trọng tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Chiều cùng ngày, nữ hoàng giao kéo đến chọn một góc riêng tại nhà hàng. Cô tự mình đặt hoa, bánh kem và tự trang trí không gian buổi tiệc thật lãng mạn để tạo sự bất ngờ cho Bảo Duy. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Phi Thanh Vân trở về nhà và yêu cầu Bảo Duy bịt mắt lên xe hơi do cô cầm lái từ nhà chạy đến điểm tổ chức sinh nhật. Tuy đoán được ý đồ của vợ từ trước, nhưng Bảo Duy cũng khá bất ngờ với buổi tiệc rất lãng mạn mà bà xã cất công chuẩn bị. Phi Thanh Vân cũng cho con trai xuất hiện, bé Tấn Đức vừa tròn 11 tháng tuổi, được vú nuôi âm thầm đưa đến sau bố mẹ bằng taxi. Hết sự bất ngờ này đến bất ngờ khác, Bảo Duy nghẹn ngào trong ngày đón tuổi mới. Gia đình Phi Thanh Vân cùng nhau đốt nến và cầu nguyện. Nữ diễn viên cùng con trai hát bài sinh nhật tặng Bảo Duy. Sau khi thưởng thức buổi tiệc, họ ra về với niềm hạnh phúc dâng tràn. Dù đang rất hạnh phúc và đã đăng ký kết hôn, nhưng khán giả vẫn mong đợi lễ cưới của vợ chồng Phi Thanh Vân. Cô cũng xác nhận cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào giữa năm 2017. Hiện tại, Phi Thanh Vân gần như giải nghệ khỏi showbiz. Cô tập trung cho công việc kinh doanh và thỉnh thoảng tham gia một vài sự kiện của người quen. Sau phim Nhật ký Vàng Anh, người âm thầm cưới người đối diện bệnh tật, gần 10 năm kể từ khi tham gia bộ phim dành cho lứa tuổi học trò, những câu chuyện đời tư, cuộc sống thường nhật của Vân Hugo, Minh Hương và Mạnh Quân tiếp tục trở thành mối quan tâm của dư luận thời gian gần đây. Minh Hương sinh năm 1986, cô diễn viên thủ vai chính trong Nhật ký Vàng Anh phần 1 Ngày Nào, còn được khán giả truyền hình biết đến qua series phim Đừng Đốt, Lời Ru Mùa Đông, Zippo, Mùa Tạc và Em. Cô còn đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình thời sự trên kênh ANTV. Giờ đây, cô Vàng Anh đã có một tổ ấm hạnh phúc với ông xã tâm lý, biết chiều chuộng vợ và hai con, một trai một gái. Gần 10 năm kể từ khi tham gia bộ phim dành cho lứa tuổi học trò, đến giờ nhan sắc của cô vẫn mặn mà với vóc dáng thon gọn. Minh Hương hiện tại đã là mẹ của hai con nhưng vóc dáng vẫn thon gọn xinh đẹp như ngày nào. Vài ngày trở lại đây, phần trả lời của Minh Hương trong chương trình Ai Là Triệu Phú phát sóng tối thứ ba, ngày 3 tháng 1, 2017, bị cộng đồng mạng mổ xẻ. Cô vượt qua 10 câu hỏi sau khi sử dụng các quyền trợ giúp và giành giải thưởng 22 triệu đồng. Phần thi của Minh Hương gây tranh cãi cộng đồng mạng khi liên quan tới câu hỏi thứ tư về địa lý. Chương trình đưa ra câu hỏi, nước Pháp có đường biên giới với quốc gia nào sau đây? Cùng 4 đáp án, Bỉ, Australia, Nhật Bản và Uruguay. Câu hỏi này khiến Minh Hương phải dùng quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân. Khi đầu dây bên kia đưa ra đáp án Bỉ, nữ diễn viên hỏi lại, có chắc không anh, Bỉ hay Úc? Cuối cùng cô chọn phương án Bỉ và vượt qua câu số 4. Phần yêu cầu trợ giúp của nữ diễn viên bị một số cư dân mạng mổ xẻ vì Úc vốn thuộc châu Đại Dương trong khi Pháp thuộc châu Âu, có khoảng cách địa lý rất xa nhau. Ngược lại, nhiều công chúng lên tiếng bênh vực cho nữ diễn viên vì cho rằng kiến thức là rộng lớn, cộng thêm tâm lý căng thẳng khi ngồi ghế nóng nên cần trợ giúp là chuyện bình thường. Vân Hugo, MC Thanh Vân Hugo, tên thật là Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1985 tại Hà Nội. Cô là một trong những hot girl đời đầu của Hà Nội. Cô tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp thạc sĩ tại Thụy Sĩ. Vân Hugo nổi tiếng từ khi tham gia phim Nhật ký Vàng Anh. Khi đó cô là sinh viên Học viện Ngoại giao. 2 năm sau khi tham gia series phim này, năm 2008, Vân Hugo đã quyết định đi lấy chồng rồi đi du học và sinh con. Năm thứ tư đại học, Thanh Vân đã được mời đi dẫn chương trình Vui Cùng Hugo và trở thành cái tên được các bạn trẻ vô cùng yêu mến. Nickname
Nhân Vân Hugo cũng gắn với cô từ khi đó. Hiện tại cô đảm đương công việc MC, tham gia đóng quảng cáo và kinh doanh riêng. Qua hôn nhân đổ vỡ, giờ đây con trai là nguồn mua sống đối với cô. Cuối tháng 11 năm 2016, Vân Hugo khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ về bệnh tật. Công chúng đã rất bất ngờ khi Vân Hugo tiết lộ mình bị nhược thị, có nguy cơ hỏng một bên mắt. Dây thanh quản của cô có nhiều hạt bám vào, làm giọng nói ngày càng bị khàn đi. Cô đã bật khóc trong chương trình Ghế Không Tựa khi nói rằng nếu tiếp tục theo đuổi công việc MC, có thể cô sẽ không nói được nữa. Còn bệnh nhược thị thì không có cách nào chữa khỏi. Khi được mọi người quan tâm, động viên, Vân Hugo đã gửi lời cảm ơn với trước nguồn dư luận cho rằng cô có động cơ khi chia sẻ câu chuyện riêng tư. Chia sẻ với phóng viên Dân Trí, cô khẳng định cô không có động cơ, mục đích nào và không cần ai thương hại hoặc giúp đỡ mình. Cô cũng chưa từng nói về bệnh tình của mình trầm trọng. Mạnh Quân. Mạnh Quân là nam diễn viên phim truyền hình quen thuộc với những khán giả khu vực phía Bắc. Thế hệ 8X và đầu 9X ấn tượng với Mạnh Quân qua vai diễn trong phim Nhật Ký Vàng Anh phần 1 và 2. Trong bộ phim mới dành cho giới trẻ một thời, Mạnh Quân vào vai Tuấn, chàng bạn thân chơi chung nhóm với Vàng Anh. Dù chỉ là vai phụ, nhưng hình ảnh trẻ trung tinh nghịch của Tuấn khi đó khiến giới trẻ thích thú. Một thời gian, Mạnh Quân tham gia ca hát, nhưng nhóm nhạc do anh thành lập cũng không tồn tại được lâu. Sau này, anh đóng khá nhiều phim như 5S Online, Lý Công Uẩn, Đường Tới Thành Thăng Long, Vệt Nắng Của Trời và Giấc Mơ Hạnh Phúc. Giờ đây, Mạnh Quân nhìn đã trưởng thành lịch lãm hơn trước khá nhiều. Mới đây, nam diễn viên khiến công chúng bất ngờ khi âm thầm cưới vợ. Đám cưới Mạnh Quân chỉ một số bạn bè và người thân của anh được biết. Những hình ảnh về đám cưới của cặp đôi chỉ được lộ ra khi những hình ảnh chụp bằng điện thoại được một số bạn bè của hai người chia sẻ. Cách đây ít giờ, nam diễn viên viết trên trang Facebook cá nhân: "Một ngày trọng đại vừa diễn ra, tối về hai vợ chồng mệt lả. Trước hết xin cảm ơn tất cả anh em bạn bè đã tham gia. Vợ chồng mình biết ơn nhiều lắm vì đã đến đông đủ giúp cho Quân có một đám cưới hoàn hảo." Được biết, vợ của Mạnh Quân có tên là Kim Lê, cô sở hữu ngoại hình ưa nhìn. Trước khi đến với lễ kết hôn, cả hai đã có 4 năm tìm hiểu và yêu nhau. Dù không hoạt động trong showbiz, nhưng Facebook của Kim Lê cũng đang sở hữu tới hơn 30.000 người theo dõi. Những sao Việt tuổi giàu giàu nhất showbiz Việt, Hoài Linh, Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Lan Khuê là những sao Việt tuổi giàu thành công và giàu có nhất trong showbiz Việt hiện nay. Hoài Linh sinh vào tháng 12 năm 1969 tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Hoài Linh có nhiều thời gian hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại trước khi về Việt Nam. Giám khảo của Ơn Giời Cầu Đây Rồi cũng là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được nhân danh nghệ sĩ ưu tú vào năm 2015. Hoài Linh được khán giả ghi nhận là danh hài xuất chúng của làng giải trí Việt hiện nay. Tên tuổi của nam nghệ sĩ đã thu hút khán giả cho tất cả các chương trình và dự án giải trí mà anh tham gia. Thế nên, không có gì để nghi ngờ việc Hoài Linh dẫn đầu top sao Việt có cát-xê cao ngất ngưỡng. Có thông tin từ một nhà sản xuất phim cho hay, Hoài Linh được mời đóng phim với thù lao lên đến 3 tỷ đồng. Không chỉ vậy, Sáu Bảnh còn được trả trung bình 100 triệu đồng cho mỗi lần đi diễn tại phòng trà, sân khấu kịch và khoảng 200 triệu để góp vui tại sự kiện. Đối với nghệ sĩ hài, dịp Tết đến xuân về là cơ hội vàng để họ gặt hái. Hoài Linh luôn là gương mặt được chờ đợi trong mỗi video hài Tết, show giải trí chào xuân. Vậy nên, các công ty giải trí lại tích cực mở hầu bao để mời Hoài Linh góp mặt. Số tiền danh hài thu được từ các hoạt động trên cũng không nhỏ. Là người có đời sống riêng tư khá kín đáo, với tài sản kết xù của Hoài Linh chưa từng được công bố trước truyền thông. Tuy nhiên, độ giàu có của danh hài được thể hiện qua sở thích chơi kim cương xa xỉ mà anh từng dạy lại cho Đàm Vĩnh Hưng. Không chỉ vậy, Hoài Linh còn sử dụng số tiền dành dụm của mình để đầu tư xây nhà tổ nghiệp với kinh phí lên đến 100 tỷ đồng. Thời gian gần đây, Hoài Linh rất chăm chỉ chạy show. Tần số phủ sóng của anh rộng khắp trên các chương trình truyền hình với vai trò khách mời, giám khảo. Danh hài từng chia sẻ với báo chí, lý do tích cực đi diễn chính là kiếm cát-xê để về tiếp tục xây dựng nhà thờ tổ nghiệp. Mỹ Tâm, sinh năm 1981 tại Đà Nẵng. Mỹ Tâm khởi nghiệp ca hát vào năm 2001 với album đầu tay là Mãi Yêu. Sau 15 năm, Mỹ Tâm đã có vị trí vững chắc trong lòng khán giả và được xem là ca sĩ hàng đầu trong nền âm nhạc Việt Nam. Không màu mè hoa trương, Mỹ Tâm chinh phục khán giả bằng sự chân thành giản dị và những sản phẩm âm nhạc với chất lượng đỉnh cao. Sau nhiều năm cống hiến hết mình cho nghệ thuật, ở tuổi 32, ca sĩ Mỹ Tâm đã có được khối tài sản đáng mơ ước. Hơn thế nữa, cô cũng đã có một hành trình cuộc đời nhiều ý nghĩa. Không phô trương hàng hiệu, không khoe trang sức hay quần áo tiền tỷ, nhưng so về độ giàu có
thì Mỹ Tâm không hề thua kém bất cứ ai trong làng giải trí. Ở tuổi 32, hiện cô là bà chủ của một tòa nhà trăm tỷ tại vị trí đắt đỏ của Sài Gòn phồn hoa, cũng là bà chủ của một công ty giải trí, một thương hiệu thời trang riêng và đồng thời là người đứng đầu của một quỹ từ thiện hoạt động rất tích cực. Lệ Quyên cùng năm sinh với Mỹ Tâm và cũng bắt đầu khởi nghiệp ca hát từ những năm 2000. Hiện nay Lệ Quyên nổi tiếng với dòng nhạc bolero và được biết đến với danh xưng nữ hoàng phong trà. Lệ Quyên là ca sĩ được trả cát-xê cao nhất nhì showbiz Việt. Cô cũng là bà chủ của phong trà nổi tiếng ở Sài Thăng. Vợ chồng Lệ Quyên sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng lại luôn kính tiếng về sự giàu có của mình. Lệ Quyên sở hữu nhà cửa xe hơi tiền tỷ và cả những món đồ hiệu đắt giá. Không nên báo khoe những bộ sưu tập khủng, nhưng nữ ca sĩ sở hữu đầy đủ những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền từ các thương hiệu nổi tiếng khác trên thế giới. Lan Khuê sinh năm 1993 trong một gia đình nha giáo. Bố mẹ cô đều là giảng viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ông ngoại cô chính là hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư nhà giáo nhân dân Trần Thanh Đạm. Không đi theo truyền thống của gia đình, Lan Khuê đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể nhận được sự đồng ý của bố mẹ cho phép theo đuổi con đường nghệ thuật. Ở tuổi 24, cô gái trẻ đã gặt hái được những thành quả đáng mơ ước với những danh hiệu cao quý: Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014, Top 11 Hoa hậu Thế giới 2015, giám khảo cuộc thi The Face 2016. Cùng với tên tuổi ngày càng đi lên, chắc chắn số tiền kiếm được từ việc chạy show và đóng quảng cáo của người đẹp sinh năm 1993 ngày càng tăng cao. Lan Khuê được xem là ngôi sao trẻ kiệm lời về đời tư. Cô hầu như không bao giờ chia sẻ về cát-xê và tài sản đang sở hữu. Tuy vậy, qua những món đồ hàng hiệu mà Lan Khuê đang sở hữu cũng nói lên cuộc sống sang chảnh của cô gái này.